Nội thì đã có 4 ca tử vong do sốt xuất huyết và chỉ trong một tuần qua thì đã có thêm hơn 2.000 ca mắc sốt xuất huyết mới trên địa bàn thành phố. Vâng, bệnh viện thì quá tải, phòng cấp cứu thì không còn giường trống nữa. Đội ngũ y tế phải tăng cường để hỗ trợ cho bệnh nhân. Ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Sáng ngay trong tối ngày hôm qua. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ tới khoa cấp cứu thì chúng tôi thấy rằng là lượng bệnh nhân ra vào rất đông và không hề còn giường trống. Các nhân viên y tế thì cũng đã phải tăng cường số lượng lên gấp rưỡi để kịp thời hỗ trợ những người bệnh. Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tầm hơn một tháng nay, mỗi ngày đón 100-200 bệnh nhân, hơn 90% là mắc sốt xuất huyết, nhiều trường hợp rất nặng. Có nhiều bệnh nhân vào viện thì trong tình trạng là bệnh nhân đã rất là mệt, có nhiều cái dấu hiệu cảnh báo rồi, ví dụ như là đau bụng, nôn, thì chảy máu ở nhiều nơi. Chúng tôi thấy là cái số lượng bệnh nhân sốt huyết nhiều hơn là năm ngoái và cái tình trạng bệnh nhân nặng cũng nhiều hơn. Trung bình mỗi ca trực cấp cứu có 2 bác sĩ và 4 y tá. Số lượng bây giờ tăng lên gấp rưỡi, có ngày tăng gấp đôi nhưng vẫn không đủ để đáp ứng yêu cầu. Khoa các bệnh nhiệt đới có 84 giường, đều kín chỗ, toàn bộ là bệnh nhân sốt xuất huyết. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phải huy động thêm 3 khoa nữa để tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết, chiếm gần một nửa số giường bệnh của cả bệnh viện. Số ca bệnh nặng phải thở máy cũng tăng cao. Mệt mỏi khó chịu lắm, đó. Rồi xuống bụng này nè, bụng của cô hiện tại giờ là nó có dịch, dịch cửa phổi, dịch cửa ở bụng. 4 ngày đầu là sốt cao. Là ngày thứ 5 là em bắt đầu em bị chướng bụng, người lúc nào nó cũng mệt. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội dự báo, thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết có thể sẽ tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm nhiều ổ dịch. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân khi thấy dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, phải nhanh chóng tới bệnh viện để kiểm tra, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.